Thưa quý vị, hớt tóc tình nguyện là việc làm tuy nhỏ, đơn giản nhưng lại lan tỏa hành động đẹp. Đó là điều chúng tôi muốn nói đến câu lạc bộ tóc anh em tỉnh Đồng Nai. Trong những năm qua đã luôn đồng hành với các cấp bộ đoàn trong tỉnh, thực hiện rất nhiều đợt hớt tóc tình nguyện cho người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã thể hiện tính nhân văn và có ý nghĩa vì cộng đồng, về tinh thần tương thân tương ái đáng được trân trọng. Câu lạc bộ tóc anh em tỉnh Đồng Nai được thành lập từ năm 2017, là nơi tập hợp những tình nguyện viên có tay nghề hớt tóc thích làm việc thiện nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống cho người dân, nhất là với trẻ em vùng nông thôn, để có thêm niềm vui và động lực phấn đấu vươn lên trong lao động học tập. Dù rằng mỗi chuyến đi hớt tóc tình nguyện sẽ ảnh hưởng phần nào đến thu nhập của các thành viên câu lạc bộ khi các cơ sở làm tóc tạm ngưng hoạt động, cũng như gặp phải thời tiết bất lợi và những khó khăn vất vả khác. Qua mỗi đợt hớt tóc thiện nguyện như thế này thì club tóc anh em Đồng Nai với cái tinh thần nhiệt huyết thì tất cả các anh chị đều đồng lòng để bỏ một ngày để đi cắt tóc thiện nguyện cho các trẻ em thiếu niên nhi đồng của tất cả các xã, tất cả các huyện trong tỉnh Đồng Nai để cho các em được vui hơn, cũng như góp một phần công sức của em xây dựng cho một cái xã hội tươi đẹp hơn. Cũng như là hôm nay nhân ngày hội thanh niên công nhân, con được các anh chị bên hớt tóc miễn phí hớt tóc cho con cảm thấy rất vui và thích thú. Con rất mong các anh chị huyện đoàn hỗ trợ các anh hớt tóc về hớt tóc cho các trẻ em nông thôn như con. Đến nay, câu lạc bộ tóc anh em tỉnh Đồng Nai đã phát triển lên hơn 500 thành viên. Theo huyện đoàn Long Thành cho biết, hàng năm câu lạc bộ tích cực phối hợp với các cấp bộ đoàn trong tỉnh thực hiện lồng ghép vào các chiến dịch tình nguyện hè, chương trình dân vận, các dịp lễ Tết với khoảng 15 đến 20 đợt hớt tóc tình nguyện. Mỗi đợt có từ 100 đến 200 người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với thái độ niềm nở, ân cần, tận tâm sẻ chia vì cộng đồng. Câu lạc bộ hớt tóc thiện nguyện anh em Đồng Nai đây là một câu lạc bộ trực thuộc của Hội Liên hiệp Thanh niên của huyện. Tất cả các chương trình mà khi mà huyện đoàn cũng như ủy ban hội huyện phát động thì tất cả các anh em đều thống nhất và đều nhất trí cùng tham gia. Thì đến với các địa phương để hớt tóc cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thì các em cảm thấy rất là vui. Các người dân và cũng như các em sẽ cảm thấy được cái sự quan tâm của các cấp các ngành đối với bản thân các em, đặc biệt là các em ở những cái vùng nông thôn vùng còn khó khăn. Có thể nói, hoạt động hớt tóc tình nguyện đã tạo được sự lan tỏa về tình yêu thương trong cuộc sống và nhận được những lời khen ngợi của người dân. Đó cũng là niềm vui và động lực cho các thành viên câu lạc bộ tóc anh em tỉnh Đồng Nai nỗ lực phát triển nghề nghiệp để có điều kiện thực hiện thêm nhiều đợt hớt tóc tình nguyện trong thời gian tới.